Chào mọi người. Có sợi rút lối dưới điện à. Dưới này 29m á. Rù lô nó hơi cắm á. Rù lô hơi cắm rồi. Đằng ra cái chân nó bị cái này. Vậy thì to đẹp á. Có fit đây này. Fit đây này. Này về chui ra nó đẹp thêm á. Nó nhìn bận. Vậy liên lạc á, thầy Đức sợi nào vậy? Dây này triệu một á, triệu một còn đẹp lắm, nó dính bẩn tí ta. Dây mềm á, mềm như bún. Hàng dẹt triệu một chuyển khoản lấy báo ship á, ship cổ để cặp để em đi đơn á.